của luật hải cảnh Trung Quốc là người dân Việt Nam. Trong phiên họp lần thứ 25 của ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đã chính thức thông qua luật hải cảnh sau nhiều năm soạn thảo và nay chính thức sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Luật hải cảnh gồm có 11 chương với 84 điều. Trong 84 điều này, điều 22 là quan trọng nhất có nội dung như sau. Khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán Trung Quốc bị các cá nhân và tổ chức nước ngoài xâm phạm phi pháp hay đối diện mối nguy cấp bách khi bị xâm phạm phi pháp, theo luật này và các luật liên quan khác, hải cảnh có quyền áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm sử dụng vũ khí để chặn đứng hành vi xâm phạm và loại trừ mối nguy hại. Ngoài ra, luật hải cảnh còn cho phép lực lượng hải cảnh có thể đánh phá những hạ tầng cơ sở xây dựng trên các bãi đá ngầm, các đảo, kể cả việc kiểm tra, bắt giữ những tàu bè nước ngoài di chuyển trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền. Song song, luật hải cảnh còn cho phép lực lượng hải cảnh quyền thiết lập tạm thời những vùng cấm di chuyển khi cần thiết để ngăn chặn sự di chuyển tàu bè và người trong khu vực mà Trung Quốc muốn kiểm soát. Nạn nhân đầu tiên của luật hải cảnh này chính là những ngư dân và các tàu đánh cá của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ngư dân và tàu đánh cá Việt Nam liên tục bị tàu hải cảnh Trung Quốc sách nhiễu dưới nhiều hình thức như rượt đuổi, va chạm, đâm chìm hay trấn lộn trên các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy đã xảy ra nhiều vụ tấn công thô bạo và khiến nhiều người dân bị thiệt mạng trong những năm qua. nhưng với luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc sẵn sàng bắn vào tàu và người, thì rõ ràng là sinh mệnh của người dân Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại tung ra luật hải cảnh vào lúc này? thứ nhất là để cho thấy Trung Quốc sẵn sàng đối đầu bằng vũ lực. từ hơn một thập niên qua, lực lượng hải cảnh là một tổ chức dân sự nằm dưới sự chỉ huy của Cục Hải dương Quốc gia, tức là bộ phận bảo vệ các tàu nghiên cứu địa chất, dầu khí, nằm dưới sự quản trị của quốc vụ viện. Nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, sau khi Bắc Kinh hoàn tất việc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa thành những căn cứ quân sự, thì đã chuyển quyền chỉ huy lực lượng hải cảnh sang cho lực lượng cảnh sát vũ trang và nằm dưới sự quản lý của quân ủy trung ương, tức là nằm dưới sự chỉ đạo của Tập Cận Bình, Chủ tịch quân ủy trung ương. Nói cách khác, kể từ mùa hè năm 2018, lực lượng hải cảnh trở thành một tổ chức vũ trang, nhưng chưa được lệnh tấn công bằng vũ lực như lực lượng cảnh sát vũ trang, nên luật hải cảnh là để hợp thức hóa hành động quân sự nhằm chuẩn bị cho lực lượng hải cảnh là một lực lượng quân sự trên biển, sẵn sàng nổ súng tấn công vào các tàu và người nước ngoài mà không cần chờ lệnh từ Trung Nam Hải. Thứ hai là để đe dọa các nước ASEAN. Từ nhiều năm qua, sự xung đột giữa lực lượng hải cảnh Trung Quốc với lực lượng cảnh sát biển của một số quốc gia ở khu vực Biển Đông như Việt Nam, Phí Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương thường là va chạm hoặc dùng vòi rồng phun nước sự thiệt hại nhân mạng hầu như rất ít. Nay Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh có quyền áp dụng tất cả biện pháp cần thiết, bao gồm sử dụng vũ khí để bắn vào tàu và người nước ngoài, cho thấy đây là biện pháp răng đe nhắm vào hai mục tiêu, sẵn sàng tấn công vào các tàu cảnh sát biển đang tuần hành trên biển và đe dọa ngư dân các nước không còn dám đánh bắt hải sản trên những vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền. Với sự đe dọa này, lực lượng hải cảnh và tàu bè Trung Quốc ngang nhiên hoạt động như chỗ không người bất chấp luật pháp quốc tế và từng bước thao túng toàn diện Biển Đông để buộc các quốc gia trong khu vực phải chọn đứng về phía Trung Quốc. Thứ ba là vì Bắc Kinh muốn nắng ngừng Hoa Kỳ. Trung Quốc chờ lúc Hoa Kỳ chuyển giao quyền điều hành từ Tổng thống Donald Trump sang tân Tổng thống Joe Biden mới cho thông qua luật hải cảnh như là đòn nắng gân của Tập Cận Bình đối với ông Biden. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cho lệnh cấm 27 viên chức cao cấp dưới thời ông Trump không được vào Hoa Lục, Hồng Kông và Ma Cao như một đòn trả thù. Bắc Kinh thường sử dụng thủ đoạn nắng gân này như một phép thử đối với các tầng chính quyền ở Hoa Kỳ. Trước đây, khi Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc đã từng huy động hàng trăm tàu dân quân vây kính tàu khảo sát của Hải quân Hoa Kỳ để khiêu khích. Lần này, Trung Quốc đã tung phép thử công khai đối với ông Biden qua việc cho lực lượng hải cảnh bắn vào tàu nước ngoài và đưa 12 máy bay chiến đấu xâm phạm vào khu vực ADIZ nhằm đe dọa Đài Loan. Chính quyền của ông Biden đã đáp trả nhanh chóng, mút mắt cho hàng không mẫu hàm USS Theodore Roosevelt tiến vào Biển Đông. Mặt khác, Tân ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đã tuyên bố sẵn sàng sát cánh chiến đấu với Nhật Bản nếu quần đảo Senkaku bị lực lượng Trung Quốc tấn công. Nói cách khác, đòn nắng gương Hoa Kỳ của Trung Quốc qua lục hải cảnh đang làm cho dư luận chú tâm theo dõi các phản ứng đáp trả của tòa bạch ốc dưới thời ông Biden. Tóm lại, cho dù là với ý đồ gì, thì sự kiện Trung Quốc tung ra lục hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh sẵn sàng dùng vũ lực tấn công tàu và người nước ngoài trong lúc tình hình Biển Đông đang ngày một căng thẳng. Rõ ràng là Bắc Kinh đang có hai tham vọng lớn. Một là đe dọa trực tiếp sinh mạng của bà con người dân Việt Nam để bắt chẹt Cộng sản Việt Nam trong lúc đang diễn ra Đại hội Đảng 13. Hai là biến Biển Đông từ khu vực tranh chấp thành nơi xung đột vũ trang để cho Bắc Kinh lợi dụng chiếm nốt các đảo còn lại trong khu vực trường Sa của Việt Nam. Người Việt Nam yêu nước phải cùng nhau vận động các áp lực quốc tế để không cho Bắc Kinh thực hiện các ý đồ đen tối này.